thì mấy chú cứ ăn đi, con quay là chuyện của con. Ăn cơm rồi quay ra mắt đỏ. Mấy chú đừng quan tâm tới nhà quay phim, là mấy chú cứ ăn được. Quay luôn mà Mỹ luôn hay vậy? Dạ. Đây là buổi dùng cơm của ban trị sự xã Phú An ha chưa quý vị. Buổi buổi thuyết giảng xong giờ tới dùng cơm, mấy chú đang dùng cơm ha quý vị. Cái màu làm linh ông bà ấy phải chịu bún. Tăng trọng nó. Mới chúng ta mình lại nghe mấy kia nó không tâm. Đầu thứ nó thiết cơm nó ai chịu thích sao. Sao chú cơm. Thôi giờ cho em hết đi. Thế giờ em thứ này để cho nó. Mang bụng nó hả? Đâu nó ghi hình nó nghe. Tắt cơm một bọn quay bữa nay quay lên. Quay em ra không? Tôi coi mấy bạn trước mà tôi không dám ra. Để chờ người tôi mới để tôi vô tôi lấy cơm. Vô tôi tốn luôn đó. Con học chưa mấy bạn các bạn nó nghĩ mới ngon mà. Trừ. Nghĩ hết cơm mà hết cơm mà nghĩ sao đó. Đó giờ mình ăn tự nhiên đi mà. Đi lên Mỹ rồi đó mà. Thank you.
Yeah.